Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình thiệu cho các bạn tham gia một chương trình iGroup Claim 888 token có kiểu là code free này các bạn. Thì mình cũng đã check qua dự án này rất là khá là ok nha các bạn. Tổng cung nó có 200 lá mười tử, nhưng mình đọc của số quá nhiều đọc được các bạn. Thì dự án này nó sẽ đốt cháy là 50% tổng nguồn cung nha các bạn. Thì mình theo thông tin của lộ trình của dự án này các bạn. Thì hiện tại tháng 5 tại ra mắt trang web hợp đồng thông minh đã triển khai đốt cháy 50% tổng nguồn cung đã hoàn thành nữa các bạn. Tiếp tục thì tháng 6 nữa các bạn. Sẽ niêm yết trên sàn PancakeSwap khi đạt 50.000 chủ sở hữu. Tiếp tục thì sẽ list trên CoinKeepCo và CoinMarketCap nha các bạn, áp dụng cho mạng BC scan. Tiếp tục thì tháng 7 thì mở rộng tiếp thị quảng cáo. Tới tháng 8 thì được danh sách sàn giao dịch lớn, tiếp tục phát triển cho CoinFree NFT nha các bạn. Đây là dự án của NFT các bạn. Tiếp tục thì tháng 8 là CoinFree sẽ ra mắt giúp đỡ cho trên đường và các người khác. Đây là cũng chen chó nữa các bạn. Tháng 9 thì sẽ đo cà phê mở rộng toàn thế giới. Ok, thì để Claim được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt với chocolate trong game. Các bạn chọn dùng dash nè. Các bạn dán cái link, các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nè. Rồi dòng trên đây thì các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lướt xuống thì hiện tại con này nó trong chương trình bán hàng free sale thì mình không có khuyết các bạn hầu nha các bạn. Thì min buy thì mua 0.01 BNB bằng 88.000 tốc cần code free nè. Thì mình hướng dẫn các bạn Claim riêng nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào Claim nè. Rồi các bạn bấm kết nối nè. Mình sẽ tốn một chút phí mạng nha các bạn. Mình sẽ tốn là 0.00056 BNB của khoảng 0.18 đô. Rồi các bạn bấm chấp thuận nè. Rồi các bạn chờ nó chút xíu nha các bạn. Sau khi Claim xong thì mình qua trang CoinMarketCap BC scan mình kiểm tra con chắc của nó có về chưa các bạn. Thì các bạn dán con chắc của tất cả bạn vào đây nè. Rồi các bạn bấm gỡ nè. Ok, đã về các bạn. Hôm nay mình có 89 token về lên 90 rồi. Để mình gọi tên em code free nha các bạn. Code free. Ok, mình đã về được 888 token cà phê nè các bạn. Code free nè. Rồi bạn copy con chắc của nó các bạn. Thì tổng nguồn cung của nó y gan trên dự án luôn các bạn. Tại vì dự án này có thấy uy tín đó. Rồi các bạn nhấp vào đây nè. Bao gạch cùng các bạn dán con chắc nó vào các bạn. Rồi các bạn mở ra nè các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được 888 tốc cần code free nha các bạn. Và mình hướng dẫn các bạn tiếp tục claim thêm một con nữa nha các bạn. Tiếp tục video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn claim 10.000 tốc cần có kiểu là BBE các bạn. Đây thì dự án của Bánh. Thì dự án của Bánh thấy khá là ngon nè. Thì tốc cần này nó hiện tại ở trong chương trình iDrop này các bạn, bồi thường thì nó sẽ gây hỗ trợ wallet sự kiện thời gian iDrop Safifone được diễn ra vào ngày 15 tháng vào ngày 12 tháng 5 năm giờ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2021. Tốc cần này nó sẽ niêm yết trên sàn giao dịch vào biết sàn PancakeSwap vào ngày 15 tháng 6 nha các bạn. Và sau đó sẽ niêm yết trên 3 sàn giao dịch nữa. Thấy dự án này khá là ngon các bạn. Thì để Claim được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ dưới chocolate của mình ra nè các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn bấm gỡ nè. Các bạn có thể mua free sale kèo này được nè các bạn. Rồi các bạn bấm kết nối nha các bạn. Các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi thì các bạn có thể mua free sale nữa nè các bạn. Min buy là 0.01 BNB và max là 10 BNB như thế các bạn. Ủa sao kake đâu đây nữa ta. Rồi tiếp tục thì bạn bấm vào Claim ID đó thôi các bạn. Rồi các bạn chờ một xíu nha các bạn. Tất cả các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.00055 BNB khoảng 0.17 đô các bạn. Rồi bạn bấm chấp thuận các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Sau khi Claim xong thì mình dán con chắc vào mình kiểm tra nó có về chưa các bạn. Các bạn bấm gỡ nữa.
tại 90 giờ 91 và về các bạn ơi. BBE. BBE này các bạn. Ok. 10.000 tốc căn code BBE này các bạn. Tổng cung con này 3692 tốc căn. Này dự án của con ông. Rồi các bạn copy cái hợp đồng nữa nghe các bạn. Rồi các bạn chạy qua trình duyệt ký xúc LED của mình nè. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn mở ra nghe các bạn. Code BBE nè. Thì các bạn sẽ nhận được 10.000 tốc căn có hiệu là BBE nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim hai dự án đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.